chờ tôm luôn à. Vậy nãy mày chơi mày không cập nhật à? Chắc nó chưa bắt rồi. Tao vào lúc 8 giờ nó bắt cập nhật rồi. Nhưng mà muốn vào game được máy tính thì phải cập nhật mới vào cho vào. Trăm mét chứ mấy. Nghỉ hết rồi. Đi nói gì? Mày điên, mày dại tôi ạ. Những cái này không đi khoe đâu.